Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3471 chuyện tôi yêu cầu ông điều tra như thế rồi. Nhưng giọng nói trầm thấp kia đột nhiên trầm mặc xuống, qua một thời gian dài mới phát ra một tiếng thở dài ai. Phong ma run lên trong lòng, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một chùm sáng từ trong hình ảnh mơ hồ kia bắn về phía ông ta. Không thể nào. Trong đầu Phong ma hiện ra một ý niệm như vậy, sau đó ông ta đã biến mất hoàn toàn, chùm ánh sáng trong nháy mắt xuyên qua đầu phong ma đồng thời một luồng sức mạnh vô hình đảo qua thân thể ông ta thân thể phong ma giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời nhanh chóng tiêu tan cuối cùng phong ma dường như chưa từng xuất hiện hình ảnh giống như khảm trong hang động phát ra một tiếng cười khẽ lẩm bẩm phong ma ông quá tin vào giá trị của mình chùm ánh sáng từng chút từng chút tiêu tán hang động trở về đen tối một chút khí tức hỗn độn cũng chậm rãi biến mất Cùng lúc đó, Đường Tuấn đang nói chuyện với chân nhân Khổng Long trong không gian bản nguyên thì đột nhiên anh mở mắt ra, trong mắt lóe ra một trận ánh sáng, lại liên lụy đến vị vương của cổ ma tộc kia. Đối với vị vương của cổ ma tộc kia, anh có nghe qua. Ở thời điểm trước kỳ nguyên đại tan vỡ xảy ra ở cổ ma tộc, chính là vương của bọn họ đã đưa ra một quyết định để cho tinh nhuệ cổ ma tộc có thể sống sót. Hơn nữa, vương này của cổ ma tộc còn là một vị tôn giả tiền bối, làm sao vậy? Chân nhân khổng long nhận ra đường tuấn thất thần, không khỏi hỏi. Từ khi vị tiền bối này bắt đầu giúp mình tìm hiểu căn nguyên ngũ hành, chân nhân khổng long càng cảm thấy vị tiền bối này sâu không lường được. Thậm chí ông ta có loại cảm giác, vị tiền bối này có thể thi triển căn nguyên chi lực khả năng không chỉ có một loại căn nguyên ngũ hành, những căn nguyên khác chắc chắn còn mạnh hơn so với căn nguyên ngũ hành. Ý niệm này làm cho chân nhân khổng long cũng sợ hết hồn phải biết rằng căn nguyên ngũ hành là đã có thể đi thẳng tới căn nguyên chi lực của cảnh giới tôn giả mà so với căn nguyên ngũ hành càng mạnh hơn căn nguyên chi lực cái loại sức mạnh này chân nhân khổng long cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi bởi vì như vậy chân nhân khổng long càng thêm cung kính đối với vị tiền bối vô danh này đường tuấn khẽ lắc đầu nói không có việc gì chuyện tôi yêu cầu ông điều tra như thế rồi sắc mặt chân nhân khổng long hơi trầm xuống nói, hiện giờ ma huyết chú đã bộc phát ở các nơi trên chiến trường kỷ nguyên. Mấy ngày trước, sau khi tin tức của bác sĩ Đường và bác sĩ Bình truyền ra ngoài, rất nhiều người vẫn còn mê muội sức mạnh mà ma huyết chú mang lại, nên họ không muốn phối hợp. Người đồng ý chủ động phối hợp, phá giải ma huyết chú vẫn tương đối ít. Chân nhân khổng long nhíu mày, giận dữ nói, ngoài ra, còn có một số người đang truyền bá tin tức nhỏ, bọn họ nói hoàn toàn không có ma huyết chú, tất cả đều là do bọn bác sĩ Đường và bác sĩ Bình Bịa đặt ra, chính là vì sát hại một ít đối thủ. Đường Tuấn nghe xong, vẻ mặt cũng âm trầm hơn một chút. Bởi vì trị liệu ma huyết chú cần dùng một ít dược liệu tương đối quý giá, nếu đều là do thần bác sĩ tự bỏ tiền ra, vậy hoàn toàn không có khả năng. Cho nên bọn họ đã bàn bạc dược liệu để cho bệnh nhân đồng ý trị liệu ma huyết chú tự mình bỏ ra, về phần chi phí chữa trị, các bác sĩ không lấy một xu nào. Rất có thể là bởi vì như vậy, hơn nữa một ít người có tâm âm thầm thao túng dư luận, cho nên tạo thành loại cục diện này. Kỳ thật chi phí của những dược liệu này nếu chia đều lên người mỗi bệnh nhân, các thần quân gần như đều có thể chịu đựng được. Nhưng sức mạnh và ảnh hưởng bên ngoài của Ma huyết chú khiến nhiều người do dự. Chương 3472 luồng sức mạnh này khống chế thân thể anh ta. Đối với loại tình huống này, cho dù y thuật của đám người Đường Tuấn bình tam tiếu có tinh xảo đến đâu cũng không giúp được gì. Đúng lúc này, sắc mặt chân nhân khổng long chợt biến đổi, thất thanh nói tiền bối, xảy ra chuyện rồi. Ông ta thúc giục pháp lực, ở trước người biến hóa ra một loạt hình ảnh. Ở trong hình ảnh, một con sông máu treo ngang qua hư không. Huyết hà nhìn không thấy điểm cuối, một luồng khí thức tăng thương hùng vĩ chậm rãi tản ra, giống như đã tồn tại hàng trăm triệu năm huyết hà đã yên lặng không biết từ bao giờ, nhưng lúc này bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Trong khi đó, ở các nơi khác nhau của chiến trường kỷ nguyên, một thanh niên hai mắt đỏ như máu, vung đại đao trong tay chém giết kẻ thù cũ. Trong người anh ta có ma huyết chú mới không lâu, lý trí vẫn còn tồn tại. Sau khi giết xong kẻ thù, trong hai mắt dần dần khôi phục lý trí. Nhìn kẻ thù cũng ngã xuống dưới đao của mình, anh ta lộ ra ý cười. Hừ. Ma huyết chú rõ ràng chính là cơ duyên ông trời cho tôi, lại bị đám bác sĩ kia nói là chú thuật muốn mạng người, thật sự là hoang đường. Thanh niên lau vết máu trên đại đao, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Vài ngày trước, một người bạn tốt khuyên anh ta nên đi đến bác sĩ để phá vỡ bùa chú, nhưng anh ta từ chối một cách nghiêm khắc. Vừa nghĩ đến chuyện này, thanh niên đã cảm thấy quyết định lúc ấy của mình thật sự là vô cùng chính xác. Nếu như hôm đó thật sự nghe lời bạn tốt đi phá giải ma huyết chú, vậy hôm nay gặp phải kẻ thù này, làm sao báo thù rửa hận đây? Đúng lúc thanh niên đang đắc ý, một luồng sức mạnh trong bóng tối giáng xuống trên người anh ta. Luồng sức mạnh này khống chế thân thể anh ta. Dưới sự khống chế của luồng sức mạnh này, ma huyết chú của anh ta vốn đang yên lặng lại thức tỉnh lần nữa, hơn nữa so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Thanh niên lộ vẻ sợ hãi, lý trí của anh ta cũng không có biến mất. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng được tình trạng cơ thể mình. Đáy lòng anh ta bỗng nhiên sợ hãi, anh ta mơ hồ cảm thấy tất cả biến hóa này rất có thể có quan hệ với ma huyết chú. Thân thể anh ta phát huy ra tốc độ gấp mấy lần trước kia, hướng về phía bầu trời cao hơn mà cấp tốc bay đi. Không bao lâu, một huyết hà xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Chẳng lẽ? Thanh niên bỗng nhiên kinh sợ. Nhưng đã quá muộn rồi. Thân thể anh ta bắt đầu nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Cũng không phải toàn thân cùng nhau nổ tung, mà là từng vị trí một nổ tung, đầu tiên là chân anh ta, sau đó là cánh tay, tiếp theo là cơ thể. Trong quá trình này, lý trí của thanh niên rất tỉnh táo, hoàn toàn có thể cảm giác được thân thể mình đã xảy ra chuyện gì. Chương 3473 số tiền lớn cầu xin cho chen ngang. Tinh thần Đường Tuấn rời khỏi không gian bản nguyên biểu cảm nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Tuy rằng trước mắt còn chưa thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới dẫn đến việc ma huyết chú sớm bộc phát như vậy. Nhưng trong lòng đường Tuấn gần như đã có suy đoán, hẳn là có quan hệ với việc bọn họ phá giải ma huyết chú. Không nghĩ tới thủ đoạn của cổ ma tộc lại khốc liệt như vậy. Trái tim của đường Tuấn như đông cứng lại. Tuy rằng đã đoán được cổ ma tộc sẽ có động tác, nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng được cổ ma tộc lại sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, sớm kích nổ ma huyết chú. Anh có chút may mắn, may mắn đã chữa khỏi cho Hàn Bảo Long cùng tạ Hoàng Đồng. Đường Tuấn đi ra khỏi chỗ ở, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thầm nghĩ khoảng thời gian tiếp theo sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn. Từ trong miệng Hàn Bảo Long cùng tạ Hoàng Đồng anh biết được một ít chuyện, đối với suy đoán của mình càng thêm chắc chắn trong cơ thể của rất nhiều tu sĩ có ma huyết chú không hiểu sao lại tử vong. Tin tức này trong một thời gian ngắn đã truyền khắp chiến trường kỷ nguyên. Cũng không phải tất cả những người có ma huyết chú đều chết, những người sống sót càng thêm khủng hoảng. Đặc biệt là sau khi những hình ảnh được lưu truyền ra ngoài, càng làm cho bọn họ gần như điên cuồng, sợ người tiếp theo gặp phải loại tình huống này là mình. Trong căn cứ của tiểu đội sát thần, Chỗ ở của đường Tuấn đã xếp thành hàng dài, đoán sơ bộ, đã có gần ngàn người, hơn nữa con số này còn không ngừng gia tăng. Bác sĩ đường, khi nào đến lượt tôi? Bác sĩ đường, phiền anh nhanh lên, tôi cảm thấy ma huyết chú của tôi lại sắp bộc phát rồi. Số tiền lớn cầu xin cho chen ngang. Đi! Trong hàng ngũ thật dài, các loại tiếng hô liên tiếp vang lên. Ban đầu những người tu hành cảm thấy ma huyết chú cũng không đáng sợ như vậy, thậm chí bọn họ còn cảm thấy đó là tiên duyên của mình nên bắt đầu tìm kiếm thần bác sĩ trị liệu. Mà Đường Tuấn là người đầu tiên phá giải ma huyết chú, lại càng là lựa chọn hàng đầu của đông đảo bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân huyết ma chú đến trị liệu này, hầu như Đường Tuấn đều không từ chối, trừ phi là loại người vô lý, giống như người trước mắt này. Đường Tuấn, chủ nhà tôi mời anh đi chữa trị cho anh ta. Một lão già đứng trước mặt Đường Tuấn, vênh vang đắc y nói trong giọng nói mang theo một loại ngữ khí không cần. Lão già này cùng lắm cũng chỉ có tu vi thần quân cảnh trung kỳ, nhưng khí thế lại rất lớn. Đi theo phía sau ông ta là 8 người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ, mỗi người mặc áo giáp, tay cầm ngân mâu. Chương 3474 lời này không sai. Lúc nhìn Đường Tuấn, cầm hơi nâng lên, giống như người trời sinh đã có tài trí hơn người phía sau loại thái độ kiêu ngạo này không ít người tu hành xếp hàng lộ ra vẻ tức giật, nhưng không ai dám phát tác, cho dù lão già này chen ngang, bọn họ cũng không dám nói thêm một câu. Bởi vì lão già này đến từ căn cứ địa bốn tầng trên. Xếp hàng đi. Đường Tuấn nhìn ông ta một cái, rồi thản nhiên nói. Ông lão sửng sốt, rồi chợt nhe răng cười nói, anh có biết tôi là ai không? Ông chủ của tôi là Lôi Vũ, xếp thứ ba bia kỷ nguyên. Lôi Vũ, biệt hiệu Lôi Thần, lĩnh ngộ căn nguyên sấm sét, thực lực vô cùng mạnh, đứng thứ ba trên bia kỳ nguyên, so với chân nhân khổng long còn cao hơn một bậc. Sau Chu Tước Thần Quân và nhân vật truyền kỳ cổ ma tộc kia, mặc dù xếp hạng trên bia kỳ nguyên chỉ kém một bậc, nhưng chân nhân khổng long khi nhìn thấy Lôi Vũ đều phải nhượng bộ đối phương. Ngoại trừ thực lực chênh lệch ra, một nguyên nhân quan trọng hơn là sau lưng Lôi Vũ có một vị tôn giả làm chỗ dựa. Sau lưng căn cứ bốn tầng trên, gần như đều có bóng dáng tôn giả. Lão già lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói anh có bản lĩnh nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa, tôi sẽ thành thật nói cho ông chủ của tôi biết. Lần này Đường Tuấn không trả lời, anh vung tay lên, một luồng pháp lực đánh ra. Lão già cùng tám hộ vệ phía sau ông ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Tiếp theo, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn bọn họ. Bình tĩnh nói. Đám bệnh nhân ma huyết chú đều giật mình, một số người đã thấp giọng nghị luận. Không hổ là bác sĩ Đường. Nghe nói sư phụ của bác sĩ Đường là một vị cao thủ vô danh trong không gian bản nguyên, ngay cả chân nhân khổng long cũng tự thẹn không bằng. Có một sư phụ như vậy, anh ta cũng không cần sợ Lôi Vũ. Lời này không sai. Nhưng sau lưng Lôi Vũ còn có một vị tôn giả, đây là vị cao thủ vô danh kia không cách nào chống lại được. Tên lôi vũ này cực kỳ mạnh mẽ, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này cùng vị cao thủ vô danh kia đánh một trận. Đối với những nghị luận này, Đường Tuấn cũng không để ý. chương 3475 tất nhiên, ông cũng có thể không xem cho tôi. Ông ta không muốn ở lại nữa, vừa rồi thực lực của Đường Tuấn bày ra khiến ông ta hiểu được, cho dù mấy người bọn họ cùng nhau ra tay, cũng không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện của ông lão chỉ có thể tính là một hồi sóng gió nhỏ, có lẽ sau này sẽ dẫn ra một ít xung đột, nhưng hiện tại coi như bình tĩnh. Mà sau khi trải qua sự kiện lôi thần, trong số những người xếp hàng vốn có tâm tư giống vậy cũng nhanh chóng cắt đứt ý định của họ. Thực lực đường Tuấn bày ra cũng khiến bọn họ khiếp sợ một chút, tuy rằng trước đó cũng có tin đồn đường Tuấn đánh bại phong ma, nhưng dù có nghe bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không kinh ngạc bằng nhìn thấy mà tin. Trong chỗ ở của Bình Tam Tiếu, lúc này cũng xếp thành một hàng dài. Số người đến cầu xin ông ta chữa trị ma huyết chú, chỉ đứng sau đường Tuấn. Là bác sĩ có uy tín nhất trong chiến trường kỷ nguyên, rất nhiều người càng thiên về tìm Bình Tam Tiếu. Một ánh sáng cầu vồng từ trên cao đáp xuống, xuất hiện ở phía trước hàng dài. Ánh sáng cầu vồng tiêu tán, hóa thành một bóng người. Nhìn thấy người này, bệnh nhân xếp hàng và Bình Tam Tiếu đều thay đổi sắc mặt. Bệnh nhân vốn xếp hàng ở phía trước sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với ánh mắt người này một chút, bọn họ đều kìm lòng không được mà lui về phía sau vài bước, để lại cho ông ta một mảnh không gian. Bạch Long thần quân, ông có chuyện gì không? Bình Tam Tiếu nghiêm mặt hỏi. Người này lại là Bạch Long thần quân. Bạch Long thần quân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt có hào quang đỏ ngầu chợt lóe rồi biến mất. Ông ta nói, Bình Tam Tiếu, lúc này tới tìm ông, ngoại trừ phá giải ma huyết chú ra, còn có chuyện thứ hai sao? Bình Tam Tiếu nhìn hào quang đỏ ngầu trong mắt Bạch Long Thần Quân, nhíu mày. Ông ta đang chuẩn bị nói chuyện, Bạch Long Thần Quân bỗng nhiên nhe răng nói, "Đừng nhắc gì đến chuyện xếp hàng với tôi, ta chính là chen ngang, ai có thể làm gì tôi?" Ông ta nhìn về phía những người xếp hàng phía sau, đột nhiên quát, "Tôi xem trước, các người ai có ý kiến gì không?" "Không có ý kiến." "Không có ý kiến." Tất cả mọi người đều lắc đầu. Bạch Long thần quân cũng nổi tiếng trên chiến trường kỷ nguyên, ông ta xếp thứ 10 trên bia kỷ nguyên. Loại thực lực này, trong số những người ở đây không ai có thể chống lại nhau. Lúc này Bạch Long thần quân mới nhìn về phía Bình Tam Tiếu, nói, được rồi. Họ không có ý kiến, bây giờ ông có thể xem cho tôi. Tất nhiên, ông cũng có thể không xem cho tôi. Nhưng tôi hứa, nếu tôi không được xem, những người khác cũng đừng xem chương 3476 tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội để nói. Bình Tam Tiếu nhíu mày, sau đó lại buông lỏng, được rồi. Bình Tam Tiếu kiểm tra cho Bạch Long thần quân một hồi, sắc mặt ông ta khẽ thay đổi một chút, lộ ra một loại biểu cảm muốn nói lại thôi. Bạch Long thần quân nhíu mày, bất mãn nói, có chuyện gì nói mau. Chẳng lẽ ông muốn nói với tôi, ma huyết chú của tôi không giải được. Bình Tam Tiếu thở dài, trầm giọng nói ta quả thật là bất lực. Sắc mặt bạch long thần quân thay đổi, hào quang đỏ ngầu trong mắt lóe lên một chút, ông ta đè nén lửa giận, nói, ông nói cái gì? Ma huyết chú của người khác ông có thể phá giải, mà ma huyết chú của tôi ông lại nói là bất lực, ông đang giỡn với tôi sao? Lúc nói chuyện, một luồng khí thế từ trước người bạch long thần quân tràn ngập ra ngoài. Bình tam tiếu chỉ cảm thấy ngực buồn bực, giống như bị một ngọn núi nhỏ hung hăng va chạm một chút sắc mặt đều trắng bệch một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống khóe miệng ông ta tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội để nói bạch long thần quân lạnh lùng nói bình tam tiếu cố nén sự khó chịu trong cơ thể ông ta vẫn lắc đầu nói ma huyết chú của ông đã quá sâu tôi không chắc có thể phá giải cho ông nếu như mạnh mẽ phá giải rất có thể sẽ khiến ma huyết chú bộc phát hoàn toàn những tình huống này, đoán chừng thần quân cũng không muốn nhìn thấy. Hiện tại hẳn là chỉ có bác sĩ Đường Tuấn mới có thể phá giải ma huyết chú của ông. Bạch Long thần quân nhìn chằm chằm bình tam tiếu, trên mặt giống như bao trùm băng xương, ánh mắt cũng lộ ra sát ý lạnh lẽo. Ông ta một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm bình tam tiếu. Sắc mặt bình tam tiếu càng thêm tái nhợt, khóe miệng chảy ra càng nhiều máu nhưng ánh mắt của ông ta nghênh đón bạch long thần quân lại không có chút ý tứ né tránh những người khác đều dồn dập lui về phía sau ánh mắt kinh sợ nhìn hai người hừ cuối cùng bạch long thần quân hừ nặng một tiếng sau đó hóa thành một ánh sáng cầu vồng phóng lên trời biến mất trong tầm mắt mọi người chờ bạch long thần quân rời đi một hồi đám bệnh nhân cầu y mới tới gần bình tam tiếu bọn họ lại xếp hàng một lần nữa bọn họ đều sợ hãi tuy rằng Bạch Long xếp thứ 10 trên bia kỷ nguyên, nhưng tính tình thích giết chóc ở trong đông đảo thần quân lại có thể xếp hạng top 3. Bọn họ nhìn về phía Bình Tam Tiếu, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Lúc này sắc mặt Bình Tam Tiếu tái nhợt như tờ giấy, máu tươi đã nhuộm đỏ bộ áo bác sĩ của ông ta, trên mặt đất lại có một vết máu lớn. Bác sĩ Bình, bác sĩ Bình, ông không sao chứ? Một đám người vội vàng hỏi mươi 3477 ha ha, thật đáng tiếc là họ quá ngu ngốc. Lúc này Bình Tam Tiếu liên quan đến sống chết của bọn họ, nên bọn họ không thể không sốt ruột. Bình Tam Tiếu chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt tái nhợt hiện ra một ý cười, nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì, đã phun ra một ngụm máu tươi lớn, rồi ngất xỉu trên mặt đất. Bác sĩ Bình Một đám người kinh ngạc thốt lên và vây quanh. Đường Tuấn, ra ngoài gặp tôi đường tuấn đang ở trong điện chữa trị cho người khác đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên toàn bộ cung điện rung động đường tuấn nghe thấy âm thanh này sắc mặt khẽ thay đổi sau một khắc anh đã xuất hiện bên ngoài điện anh nhìn bạch long thần quân trên không trung nói ông đến làm gì vậy bạch long thần quân là thủ phạm năm đó bán đứng địa cầu ông ta cũng là một trong những đối tượng đường tuấn phải giết hai người có thể nói là có thù không đội trời chung Ánh sáng đỏ ngòm trong mắt Bạch Long Thần Quân chợt lóe, so với lúc trước ở chỗ Bình Tam Tiếu càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Đường Tuấn nhất thời hiểu ra, Bạch Long Thần Quân cũng trúng ma huyết chú, hơn nữa xem ra đã rất lâu rồi. Nhìn trạng thái của ông ta lúc này, hẳn là sắp áp chế không nổi rồi. "Đường Tuấn, phá giải ma huyết chú cho tôi." Bạch Long Thần Quân cũng không có ý thức cầu xin, mà nói với giọng ra lệnh. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, Nói, ông dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ phá giải ma huyết chú cho ông? Bạch Long thần quân cười lạnh một tiếng, nói, ha ha. Tôi hiểu rất rõ về bản chất của các bác sĩ trên địa cầu, trong mắt họ chỉ có mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, không có mối quan hệ thù địch cùng tồn tại. Cậu truyền thừa từ bọn họ, ý niệm cũng có thể không kém bao nhiêu đâu. Ngay cả khi cậu ghét tôi thế nào đi nữa, thì bây giờ tôi là một bệnh nhân tới cầu xin mà cậu là một bác sĩ. Đường Tuấn lắc đầu, tuy rằng anh cũng truyền thừa từ đông y cổ đại, nhưng anh cũng không cổ hủ. Bạch Long thần quân vung tay lên, mấy đám ánh sáng xuất hiện trước người ông ta. Mỗi một đoàn ánh sáng đều tản mát ra khí tức đạo vật, rõ ràng đều là đạo khí. Giao cầm, tháp lưu ly, li, hỗn độn chung, thần nông đỉnh. Trường 3478 nói nhảm quá nhiều rồi ông ta trầm giọng nói đường tuấn cậu xuất thân từ địa cầu hẳn là hiểu được ý nghĩa của những đạo khí này đối với địa cầu chỉ cần cậu phá giải ma huyết chú cho tôi tôi có thể trả lại những đạo khí này cho cậu nếu cậu không tin tôi có thể lập lời thề đường tuấn nghe xong anh cũng có chút động tâm bạch long thần quân nhìn thấy biểu cảm của đường tuấn trên mặt lộ ra một tia ý cười những đạo khí này đều không phải là đạo khí bình thường nếu như không phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ông ta thật sự không muốn lấy ra. Hừ. Cho dù trả lại cho cậu, tôi cũng không nói là không thể đoạt lại nữa. Chơi với tôi, cậu còn quá non nớt. Khóe miệng Bạch Long Thần Quân nhếch lên một tia cười lạnh. Bạch Long Thần Quân cảm thấy Đường Tuấn nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của ông ta, cho nên hoàn toàn yên tâm. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi trong ánh mắt lộ ra tức giận đe dọa bạch long thần quân nói ông đã đi tìm bác sĩ bình rồi hả bạch long thần quân châm biếu cười nói đúng vậy lão già kia nói không có biện pháp chữa trị cho tôi cho nên tôi mới tới tìm cậu nói đi cũng phải nói lại cậu phải cảm ơn ông ta bằng không cậu làm sao có thể lấy lại những đạo khí này đường tuấn giận dữ nói bác sĩ bình chết rồi bạch long thần quân nghe vậy hơi giật mình chợt lạnh lùng nói, lão già kia cũng quá yếu đi. Tôi mới dùng một chút sức mạnh như vậy, ông ta đã chết phỉnh lên. Ông ta khoát tay áo, tùy ý nói, nó nhảm quá nhiều rồi. Lão già kia chết hay không cũng không sao. Cậu nhanh chóng chữa lành cho tôi, để tránh khỏi tôi đổi ý. Ha ha! Đường Tuấn thật sự nổi giận, nói, vậy ông có chết hay không cũng không sao, dù sao chờ sau khi ông chết, những đạo khí này tôi cũng có thể tìm cơ hội lấy lại. Bây giờ ông có thể đi rồi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Bạch Long thần quân không thể tin được. Đường Tuấn nói, tôi nói, ông có thể đi. Tên nhóc thối này, cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu sao? Bạch Long thần quân giận dữ quát lên. Một luồng khí thế từ trên người ông ta bộc phát ra, giống như sóng giận dữ. Chương 3479 Bạch Phù, anh vào đây." Đường Tuấn lạnh lùng nói, "Tôi khuyên ông không nên ra tay, nếu không ma huyết chú trong cơ thể ông bộc phát, cuối cùng cũng không áp chế được." Huyết Hà sẽ tăng thêm một vong hồn. Hào quang đỏ ngầu trong mắt Bạch Long Thần Quân không ngừng lóe ra, biểu cảm theo đó kịch liệt biến hóa. Trong ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn tràn ngập oán độc vô tận. Cuối cùng Bạch Long Thần Quân thu hồi những đạo khí kia, oán hận nói, cậu nhớ kỹ cho tôi. Bạch Long Thần Quân hóa thành một vầng sáng cầu vồng rời đi. Nhưng Đường Tuấn một chút cũng không vui vẻ nổi. Bạch Long Thần Quân không đi tìm thần bác sĩ khác nữa, mà ông ta lựa chọn trở về tinh vực Bạch Hổ. Phó đường của ông ta ở tinh vực Bạch Hổ được gọi là Bạch Long Thần Sơn, đó là nơi tu luyện do Bạch Hổ tôn giả đặc biệt mở ra cho ông ta. Khi Bạch Long Thần Quân trở về, những người tu hành sống trong Bạch Long Thần Sơn đều bị kinh động. Chỉ là nơi trung tâm nhất ở Bạch Long Thần Sơn bị trận pháp ngăn cách, bọn họ cũng không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng kêu rên thống khổ từ trong đó truyền ra. Hiện giờ Bạch Phù cũng là người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ, hơn nữa là hậu duệ của Bạch Long Thần Quân, địa vị trong Bạch Long Thần Sơn rất cao. Nhìn phía trước bị sương mù màu trắng bao phủ trung tâm trận pháp, bên tai nghe tiếng gào thống khổ kia sắc mặt bạch phù cũng dần dần nghiêm nghị bạch phù thần quân đã xảy ra chuyện gì có yêu thú run giọng hỏi bạch long thần sơn là tồn tại tương đối đặc thù trong tinh vực bạch hổ bởi vì bạch long thần quân cũng không phải thần quân bản địa cho nên gặp phải rất nhiều thế lực thù địch mặc dù loại địch thù này bởi vì bạch hổ tôn giả coi trọng cùng thực lực mạnh của bạch long thần quân không dám đặt ở bên ngoài nhưng một khi bạch long thần quân xảy ra chuyện vậy đám yêu thú phụ thuộc vào bạch long thần sơn bọn họ đều sẽ gặp tai ương bạch phù lắc đầu nhưng trong lòng anh ta vẫn có bất an bạch phù anh vào đây đúng lúc này giọng nói của bạch long thần quân bỗng nhiên từ trong trung tâm trận pháp truyền ra xương trắng bắt đầu khởi động hình thành một con đường đi tới trung tâm trận pháp hai bên đường phân bố giải rác một ít bạch cốt những bạch cốt này đều là do bọn họ nuốt chừng người tu hành nhân tộc để lại trải qua nhiều năm đã trở thành một bộ phận của trận pháp hình thành một bạch cốt đạo nhìn bạch cốt này trong lòng bạch phù càng thêm kịch liệt bất an trước kia anh ta đối với những lời nói của bạch long thần quân có thể nói là nói gì nghe nấy nhưng lúc này anh ta lại do dự vào đi một tiếng quát vang lên tiếp theo một cỗ sức lực vô hình bắt lấy bạch phù trong nháy mắt đã nắm chặt sâu trong xương trắng anh ta Trường 3480 cậu quả thật rất có khả năng kế thừa tất cả của tôi Bạch cốt đạo một lần nữa bị xương trắng trôn vùi Chỉ để lại đám yêu thú hai mặt nhìn nhau Bạch phù nhìn thủy tổ trước mắt Trên mặt anh ta vô cùng kinh hãi Lúc này Bạch Long thần quân đã hiện ra bản thể Mạch này của bọn họ xuất thân từ Bạch Mãng Bản thể trong suốt trắng như ngọc Cực dễ nhận ra nhưng lúc này bản thể bạch long thần quân lại là một loại màu đỏ như máu, đỏ đến mức diêm rúa lẻ loẹt, đỏ đến mức dường như muốn máu chảy ra. Đặc biệt là đôi mắt tam giác kia, lại giống như hai ngọn đèn lồng màu máu nhìn chằm chằm bạch phù, trong ánh mắt lộ ra một tia tham dục cùng thích giết chóc. Thủy tổ, ông làm sao vậy? Bạch phù một bên hỏi, một bên kìm lòng không được mà lui về phía sau. Bạch long thần quân không nói gì, chỉ là thân rắn khổng lồ bò lên, không ngừng tới gần Bạch Phù, đã có thể ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc. Thủy Tổ, con là Bạch Phù. Con cháu người yêu thích nhất. Hàm răng Bạch Phù run rẩy nói ra một câu. Bạch Long thần quân dừng lại, hai tròng mắt nhìn chầm chầm Bạch Phù, nói cậu có biết vì sao tôi yêu thích cậu nhất không? Bạch Phù nói, thiên phú của con là mạnh nhất, rất có thể kế thừa tất cả của Thủy Tổ. Bạch Long thần quân nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, Nước miếng nhỏ giọt trên mặt đất, nói, không sai. Cậu quả thật rất có khả năng kế thừa tất cả của tôi. Trong lòng Bạch Phù buông lỏng, cảm xúc khẩn trương cùng bất an đã giảm bớt một chút, đây mới là thủy tổ anh ta biết. Nhưng tiếp theo lời nói của Bạch Long Thần Quân lại làm cho toàn thân Bạch Phù cứng đờ, nói cách khác, huyết mạch của cậu với tôi là gần nhất, thời khắc quan trọng, cậu sẽ là cái mạng thứ hai của tôi. Tôi chúng ma huyết chú toàn bộ huyết dịch đều đã bị ma hóa tôi cần phải thay máu của tôi bằng máu của cậu nỗi sợ hãi chiếm toàn bộ ý thức của bạch phù một lát sau anh ta phốc một tiếng quỳ xuống nói thủy tổ tu vi của ông cao thâm nhất định có biện pháp phá trừ ma huyết chú thủy tổ tôi còn chưa muốn chết bạch long thần quân nói đứa trẻ ngốc tôi làm sao nỡ để cậu chết chứ chẳng qua là tôi muốn cậu hòa thành một với tôi như vậy cậu cũng coi như kế thừa tất cả của tôi, không phải sao? Không. Bạch Phù gầm nhẹ một tiếng, thân thể anh ta run lên, hóa thành một con cự mãng màu trắng dài hơn 10 mét, chỉ nhỏ hơn huyết mãng do Bạch Long Thần Quân hóa thành vài phần. Thủy Tổ, tôi sẽ không đi vào khuôn phép. Ông muốn tôi chết, vậy tôi cũng muốn ông chết. Sau khi ông chết, tôi sẽ trở thành Bạch Long Thần Quân mới. Audio điện tử Võ Tấn Bền